Hãy cứ làm nào. Hoa. Ừ, tại sao không chứ? Người chiến thắng sẽ nhận được gì? Có chuyện gì vậy, Huê? Chào, Huê. Người chiến thắng sẽ không nhận được gì cả. Yep. Ta nói. Chà, tôi sẽ đi nghỉ ngơi đây, các cậu. Hẹn gặp. Quế, cậu định làm gì tiếp theo? Tôi không biết nữa, chúng ta sẽ thấy thôi. Quế, tôi có lẽ sẽ đi với cậu. Ok. Chà, tôi cũng có việc phải làm rồi.